thi là hai anh em nhá, làm một lần duy nhất thôi. Thi chưa? Vừa bắt đầu thi à? Xe không bật chạm vạch, xe không bật chạm chân xuống đất, xe không bật chạm chân xuống đất, xe không bật di chuyển. Ôi trời ơi, lúc nào nó đọc thi thì hãy vào. Ok anh em nhá, nó phải tự tin. Đỗ A2 rồi anh em ạ. Không cần phải mua bảng. Được mà, tôi lái hơi bị lụa luôn. 95 điểm. Ok. Đấy là cái lý do mà mấy hôm nay tôi không ấy đấy. Tôi không ra video ấy là vì ôn tập ấy thi A2. Ôi trời. Về đến nhà thì mới 3 giờ cho anh em ạ. Nhân tiện hôm nay nếu mà đi làm thì cũng muộn rồi. Thì mình sẽ quay một cái ngày nghỉ của mình cho anh em xem. Ngày nghỉ của mình sẽ đi làm những cái gì. Nhìn mấy con cá này. Để cho ra đây, nó chạy ra. Mấy này mà. Nó đớp tay anh em. Đấy, tròn. Xúc ngón út như vậy. Đấy. Xúc về. Sướng không? Thức ăn này nó chìm đúng được anh em nhé. Thôi, đi thôi. Hôm nay còn quá sớm. Để mình cho anh em biết là một ngày nghỉ của mình thì mình sẽ đi đâu và làm gì. Rồi, let's go. Ok, làm bài nhạc tù à. Dạo này hay thích nghe nhạc buồn anh em ạ. Quảng cáo. Rồi. Có. Hello đi. Có con xe nào ngoài kia đẹp nhỉ? Con xe nào? Chào. Đây. Con Winner ngoài. Em chung luôn. Đi bốc đầu cái hả? Cũng mua xăng lửa à? Xe bẩn quá đi lửa cái anh em ạ. Bẩn kinh luôn. Ừ đúng rồi, con cả xích đó, nhìn này, bẩn kinh khủng luôn. Lát sẽ thử quay xem mấy thanh niên này rửa kiểu gì. Xem có sạch không? Đây, giám sát luôn. Đây rửa xích trước à anh? Đúng rồi, sao à? Thì rửa xong còn tráng hơn nữa cơ. Đây là cái gì nhỉ? Khang Phạm Đoàn phiên bản Shopee anh em ạ. Phiên bản miền Bắc đặt trên Shopee. Bên là miền Bắc. Ở đây rửa cũng khá kỹ. Ở đây anh có gói 200k đúng không nhỉ? Có hết em. Cái là tháo hết giàn áo ra rửa hết sạch luôn. Đúng rồi. Nhưng mà mình thường ấy. Cần rửa như nào có từng lấy tiền luôn. Nhưng mà mình sang đây thì toàn rửa là 60k thôi. Vệ sinh xích với lại gần như là toàn bộ giàn áo ngoài. Đấy, cái này nè. Sẽ rửa hết bên này luôn, bên trong bình xăng thôi. Tình hình rửa cũng lâu với anh Giáp nhỉ? Đúng rồi. Em ra kia đi vòng con xe kia ra mà. tranh thủ. Rửa tầm 3 phút đến 1 tiếng anh em ạ. Rửa rất là kỹ. Đây là con xe hôm nọ mình đi đây. Ơ, sẽ có cái túi bóng ở đây. Đây à, hay đi cùng. Cái này đéo mưa đây à? Vãi cả đái. Mẹ có cả cốp xe luôn anh em ạ. Con này mẹ cải tiến 200 mấy. Có cả mẹ cốp xe ở đây luôn anh em ạ. Nhưng mà để đây nó cuốn nó xích chết. Không cuốn chứ. Đây xe này cũng bẩn lắm rồi này. Hôm nọ nhìn thì rửa xong sạch sẽ đấy. Con này nổ bé hơn, con kia nổ to hơn tí. Điều kia thích hơn. Con này mới ấy, con này mới rửa xong này. Con này chưa là rửa. Chỉ xỉ qua thôi. Qua thôi. Bởi vì tối nay anh lại đi tour rồi. Đây con này sạch chỉ xỉ qua này thôi. Con này có vùng tăng sẵn luôn. Rồi, đi con này phê hơn này em ạ. Đi xem đi. Đi đâu? Được chưa? Đi xe không rồi. Ơi, bóp côn phê luôn anh em ạ. Cái này là cái gì?
CR à? RCB. RCB, RCB, RCB. Cô này côn độ. Côn độ. Nổ xe cái này anh em. Úi giời. Căng vãi trưởng luôn. Đi vòng rồi nhá. Ok anh. Ui. Mạnh dã man luôn anh em ạ. Nó mạnh không tưởng luôn, mạnh hơn con màu xanh kia thì phải. Khoảng lâu rồi mình không đi con màu xanh kia. Nó mạnh anh, chắc chắn là mạnh anh cái xe mình rồi. Chả trách. Nói thật luôn, đi có mấy con xe của dân chơi sướng thật. Kiểu họ chăm chút đấy. Ví dụ như cái tay côn, tay phanh này nó rất là chuẩn. Cần cả số các thứ nó lên nó cũng rất là chuẩn. Rồi cả máy móc, tiếng bô đó, phê thật. Cái nước đề ba con này nó mạnh kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Thật. Nó hơn nhiều con Winx của mình. Mà X-Sai cũng không bằng đâu. X-Siter không bằng. Thường cái bô nó không kêu đâu anh em ạ, thì anh em sẽ không bị phạt. Còn chỉ có để ba lên ga mạnh thôi thì nó mới bô này nó mới kêu. Khá là ok. Được chưa anh em? Thế thôi, ngon quá. Được 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 được. Vậy là quá ok rồi. Sướng thật. Xe này có bán không anh? Con này có ABS không anh? Không, không có. Mới ra. Nhưng mà để ba mạnh nhờ. Không hiểu sao nó mạnh vậy. Xe thể thao mà. Con đấy đi dĩa lớn để ăn để ba. À, dĩa lớn cho ăn để ba. Còn xe là làm dĩa nhỏ để ăn thậu. Bài mô xăng lửa 4 triệu thì nó không được như thế. À, tất nhiên rồi. Bài này nó phải rơi tầm 8-9 cụ. 8-9 cụ thôi gì? Đấy, được mà. Xe này bán đi. Xe này không bán. Kỹ nhờ, xe ngồi đánh từng tí một vậy. Hồi trước mình không để ý, mình toàn ngồi nghịch điện thoại thôi. Hôm nay mới thấy để ý đánh kỹ á. Rửa xe bấm giờ mà. Bấm giờ á? Ừ. À. Nhanh nhưng mà phải chất lượng anh ạ. À. Cứ phải tầm 40 phút, 1 tiếng có xong xe. À. Thế anh thua lương em rồi ấy. Anh 1 tiếng được có 60-70 nghìn. Em chạy Grab 75 nghìn cơ. Chưa kể điện nước dịch. Đấy. Thế em cũng một thời chạy rửa rác mà. À. Xong rồi còn phải thuê với thằng này làm việc nữa chứ. À. Anh em có thắc mắc tại sao cái lốp này kiểu gì giờ bẩn mà sao lại phải rửa không? Đấy, trưởng phòng kỹ thuật trả lời đi. À, nó có thể ra ngoài nó bẩn nhưng mà ở chỗ em là nó phải sạch. À. Ừ. Nhìn cho khách mướt mắt các thứ thì khách mới ra ngoài được. À. Đấy, cái lốp này và mấy thanh niên này cọ kỹ ấy nhỉ? Lốp phải sạch thì nhìn xe nó mới đẹp, cái sang. Lốp phải sạch thì xe mới sang à? Đúng rồi, khách nhìn thấy mắt nó vàng vàng mà nhìn quê. Mấy cái cháu này cũng ở hết. Cọ vừa đâu, sức hết sơn của mình ấy. Tạc hết một vành nữa. Nhà em là dùng những dung dịch mà thân thiện với cả sơn. À. Và cách cọ cũng rất là thân thiện. Còn chuyên môn hơn tế thì độ pH nó chỉ loanh quanh 7-90 thôi. Độ pH à? Độ pH của cái dung dịch của anh á? Ừ, đúng rồi. Đủ, anh chuyên hóa à? Không, ngày xưa... Nhưng mà khi học về sửa xe con tàu rồi nó cần kiến thức cái đấy. Phải cần kiến thức mấy cái đấy ạ, độ pH à? Mấy 2K2 thôi nhưng mà nó chơi xe từ năm lớp 7, lớp 8 em ạ. 2K2, chơi xe từ lớp 8? Năm 2002, đang là sinh viên năm nhất Đại học Phương Đông, khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nha. Được, chắc chưa? 2K2 phải chắc chơi chưa? Ngày xưa em mà năm nhất thì em ngáo ngơ á. Đây là cái vết ngã từ năm ngoái. Đúng giờ này luôn, hình như là 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm ngoái ấy. Ngã đúng phát này.
trên trán có 3 cái sẹo luôn. Ôi trời anh. Đây mà, trên trán vẫn còn 3 cái sẹo. Thế thì là anh không OBD rồi. Không OBD đấy, đấy xe điểu. Đấy OBD. Rồi phóng ở trong ngõ về uống rượu bia say khướt rồi. Không biết gì hết rồi. Nhưng mà vẫn lôi xe ra được, thế mới tài. Thế thì anh sống là không đúng pháp luật rồi anh ạ. Ừ. Tại vì đã uống xe thì không lái rượu bia mà. Rồi ok, bây giờ đến màn xịt anh em ạ. Xịt đầy hai nước anh nhỉ. Như này đã xong chưa anh? Chưa ạ? Là lau xe và sấy xe. À. Lau xe, sấy xích à. Sấy xích. Và xịt dưỡng cho khách luôn. Như xe mới anh ạ. Như chưa hề có cuộc chiến gì. Ông bạn này tên là gì? Em ạ, em tên Hùng ạ. Hùng, xe ngon vãi trưởng luôn, có bán xe không ạ? À em không. Ờ, bán đi, thôi bán. À, lúc này em định bán rồi nhưng mà thôi em nghĩ là chơi bời vậy thôi nhưng mà kinh tế vẫn là nhất chứ. Thôi bán chỗ. Không bán anh ạ. Bọn em phải tự lo kinh tế mà. Nhưng chơi với thanh niên này. Thế nào anh, cảm giác xe thế nào? Xe tuyệt vời. Tuyệt vời luôn ạ. Nếu mà 10 điểm thì cho 10 luôn. Xe của Hùng, xe là hay hơn. Mỗi cái có hai riêng, ông này tầm 9,7 thôi. Đúng không rồi. Được bằng cái xe này. Xe chạy hậu thôi. Ừ. Đúng rồi, xe chạy hậu, ông này nói đúng đấy. Xe chạy hậu. Có thể chạy hậu mà chạy cả đêm được. Nhưng mà mình thì thích cái, thích đi đề ba mạnh thôi. Chứ không hậu ấy. Khá là ưng anh em ạ. Tại vì đem đến đây thì họ chỉnh xích các thứ cho mình ok. Nói chung là có trách nhiệm ấy. Anh ơi, trời mưa à? Không em. Trên biển dưới cây tí thôi. Đừng nói về tế cây kiểu gì vậy, trông giống mưa ấy nhỉ? Anh, em subscribe kênh của anh rồi nhé. À, hello. Ngày xưa mơ ước mà, mơ ước một là con R15, hai là con MT này. Có tiền chắc cũng mua. Không có tiền thì chịu. Đẹp nhỉ, con này con lên bi cầu. Ui, con xe này con bẩn hết gần xe của mình. Thái Bình à? Rồi, xong chưa? Đã xong rồi anh. Đúng rồi. Cần chỉnh rồi đúng không? Dạ vâng, chỉnh rồi. Phù hợp với kiểu đi anh muốn. Ok lắm rồi anh em ạ. Nghe xích à? Đù, nó êm kinh khủng. Không nghe gì luôn. Ok chưa? Không nghe bất cứ một cái gì luôn ấy. Không nghe bất cứ một cái gì luôn. Ờ chết rồi, ông chủ rồi. Okay. Ông chủ ơi, có em hết bao nhiêu nhỉ? Hết 70.000. 70.000 thôi á? Cái này? Cái là kỷ niệm anh ạ. Kỷ niệm á? Vâng. Đù, sướng thế nhỉ? Đâu, ui giời, anh đưa em 70 đấy thì thôi. Ui giời, à, ông cho mình 10.000 thôi anh em ạ. Rồi thôi, cảm ơn nhá. Cảm ơn anh ạ. Ok. Đây anh đáp ạ. Ờ, về nhá. Ok, mà đi đua cho anh đi với. Ok, anh đơn giản luôn. Đi quay thôi. Xong việc đầu tiên anh em nhá. Xong việc đầu tiên là mình rửa xe. Thực ra là những cái ngày nghỉ vào tầm nửa ngày hoặc là một ngày ấy thì không đi xa cái thì mình sẽ qua đây rửa xe. Nói chung là cũng ok, cũng có với vài anh em nói chuyện. Ui, con này đẹp thế anh em. Con này đen mờ anh em ạ. Quệt nhẹ cái nhỉ. Ui, ra con thêm ra con này nhá. Chỉ biết ước rồi. Không biết bao giờ đời mình mua được. Cho cháu 6 xiên. Nhanh không cô? 3-4 phút. Ờ, để cháu mua đi mua lọ tương ớt á. Thế bao nhiêu cô nhỉ? 60.000. Thôi thật tăng lòng thanh niên. Đã không có tiền còn ấm xiên. Đấy, cháu quay lại luôn đấy. Đấy, việc thứ hai mình muốn đi làm đó là qua shop. Qua shop ông anh mình chơi. Chin su, đừng có chin su. Đây. Xiên có thể ăn ngoài nhưng mà tương ớt nhất định là phải mua, tự mua. Ơ có cả bánh mì à cô? Cho 3 cái đi, 3 cái. Ăn no luôn. Chị ơi. Anh này anh bật. Mạnh dạn lên. Cho 3 cái bánh mì à cô? Thôi cháu cảm ơn. Bán mấy con này post rồi chị? 4 con rồi à?
Ừ, chạy phết nhở. Có thằng nào quay lại trả hàng không? Không. À, thấy ngon rồi. Đây là về làng 5.500 à? Ừ. 5.000. Xúc xích 7.000. Hello. Bác Siêu. Dạ. Bác Siêu. Mua 10.000 bán 15. Được. Anh lấy cái gì ạ? Mới. Em mua cái khăn để đựng cái buffet ạ. À đây. Với hai cái khăn với lại một cái kẹp là 90k. Mai nhá, mai có video ấy, nhớ lên xem. Ok anh. Ừ, mình cảm ơn nhiều nhá. Làm nào. Lên nhá, đồ. Đang lên rồi. Đang lên đi mãi không lên vậy, 1 giờ bây giờ 5 giờ chưa lên rồi. 3 giờ mới lên mà. 3 giờ mới lên. À. Tí qua đâu? Tí qua để em gửi cho chị không? Quên không review chị anh em ạ, à? Ngon lắm. Nhưng mà kể lại là 8.000 thì ngon hơn. Được cái tương ớt này ngon. Chisu bảo mình quảng cáo đấy anh em ạ, à. Anh em tin không? Chắc không tin rồi à. Vừa ăn và review cho anh em mấy cái món đồ. Lại giới thiệu lại thôi. Khăn trùm mặt. Khăn trùm mặt mình đang dùng này. Lúc nào mình dùng. Mua 2 cái được 60k 2 cái. AirPods mình đang dùng luôn. Trước mình dùng con này. Chạy xe ôm thì dùng con này ok rồi anh em nhé. 230k. Rồi kẹp điện thoại. Dây sạc Lightning và Micro. Găng tay chiến thuật, găng tay cột ngón của Thập Bát Ca. Thế thôi, tranh thủ PR đi chứ, kênh mình mà. Ôi trời. Cơm no đệ say rồi. 6 giờ rồi anh em ạ. 6 giờ 10 rồi. Giờ mình phải có một phi vụ. Đang có một phi vụ. Thế các ai thỉnh thoảng mình vẫn ra đây mà. Vẫn ra cửa hàng mà. Rất nhiều anh em gặp mình ở cửa hàng rồi. Một đưa hàng ra, hai là mình sang đây chơi với anh chị. Chứ ở nhà cũng chán. Nhoang cái là đến 6 giờ rồi, gần hết giờ ngày luôn rồi. Ngày nghỉ mà nhanh quá anh em ơi. Bôi bánh bèo. Nếu anh em lắp bô đổ ấy thì cảm giác như là sẽ có một cái nội tại là xe khác sẽ né mình anh em ạ. Đấy, nó từ xa người ta đã thấy mình rồi ấy. Có thể là như vậy. Mà nếu mà đi xe nó êm quá thì anh em dễ ấy lắm, phóng nhanh dễ bị ấy lắm, tai nạn lắm. Mình nghĩ là lý do đấy nên là các thanh niên cái tốc độ thì sẽ đổ vô. Vô tao để đảm bảo cái tính mạng rồi. OBD đấy, OBD là thế đấy. Anh em thấy không? Cái việc mà anh em có cái tai nghe và đi đường này à, đội full frame hoặc 3/4 ấy, thì nó ảnh hưởng đến cảm xúc của anh em. Đi lúc nào mình cũng thấy nó vui, yêu đời à. Còn với anh với chị đi làm về mặt đúng như kiểu đánh nhau ấy. Anh có phải xế tuyển không? Không phải mà. Người giống người thôi. Kèo ấy anh em ạ, kèo ấy. Hôm nay xe tay ga với. Hôm nay xế tuyển vào vai ấy anh em ạ, bên văn phòng anh em ạ. Xem này. Chào chuốt thế. Thích cái đầu kìa. Trông thì phóng bảy nha. Xích xích đàng hoàng. 1. Chỉ cần tham dự khai trương, nhận quà miễn phí là một món quà cho hàng trăm mẫu sản phẩm thời trang quần áo phụ kiện của Molly. Cái gì đây? Biết phải làm sao. À, cho em đi cái này phát. Đi xe này phát. Vào đây. Quên rồi cho anh em ạ. Đấy, bây giờ tắt đường rồi đi xe này sướng. Đấy, ngon ngay. Đỉnh luôn. Ông vừa giật nó hết. Sướng lắm anh em ạ. À, đi cái này đừng tắc phê luôn. Đẳng luôn. Mất tội cái đầu nó hơi ấy anh em ạ. Hơi nó không đầm lắm. Đi Winnex nó vẫn đầm hơn. Sợ nó lẳng lẳng ấy. Sao? Tắt xe nhan đi. Anh nhiên là cứ để ấy này. Đây.
Bây giờ chúng ta đến tiết mục này anh em nhá. Xe thôi anh ơi. Anh em là mấy người nhỉ? Hai người anh ạ. Em không máy một thân. Như mọi khi anh nhá. Đi ngon anh ạ. Đấy rồi ạ. Về say rồi đấy. Về say về. Hôm nay hai em qua rồi. Thật tuyệt. Nói thế cho anh vui. Tự làm à? Đó, tự làm. Tự làm không ai làm cho. Em nói em nhé. Cái xã hội này ấy, những thằng mà ngủ quá giờ trưa không bao giờ giàu được. Hiểu không? Em đâu giàu rồi. Em hiểu không? Mọi vật này xung quanh đó thôi. Em 11 giờ đã dậy rồi, em cũng ngủ quá giờ chưa đâu. Đang uống thì mưa anh em ạ. Đấy, mưa rồi. Ngồi tiếp thôi. Đấy, thế là hai anh em quyết định là thôi ngồi uống đến lúc mà mưa tạnh thì thôi về. Đấy. Đấy là do mưa nhá, không phải là do anh em tôi muốn ngồi đâu. Mình không hề uống bia rượu. Đấy, uống đi. Đây, sang lon gì à? Cốc mới à? Ờ, cốc mới. Chi kỷ. Chi kỷ à? Đấy, mưa rồi anh em ạ. Cũng có rượu thì buồn nôn. Sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Phải một lít cơ. Quả dày quá nhỉ. Ngất ngư rồi. Đấy, tắm rửa cơm cháo xong là bây giờ cũng 11 giờ rồi anh em ạ. Thì hôm nay mới là một ngày đi làm. Bằng này gái cơ mà. Đấy, 50GB anh em nhá. Cả một cái tệp này 50GB mà edit xong nén lại nó tầm còn 3GB. Cái video này mình dự chắc phải 30 phút. Thế chứ. Đấy thì tối hôm nay anh em sẽ được xem cái video này. Mà mình không biết là mình edit có kịp không ấy. Cố gắng thôi. Đấy. Thì tóm lại cái video của mình như thế thôi. Thì một cái ngày nghỉ mình sẽ đi đâu và làm gì và giải trí như thế nào. Nếu anh em thấy video của mình thú vị ấy, thì like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì lần sau chắc là mình sẽ làm cái một ngày ấy nhỉ. Một ngày ở nhà edit. Tức là cách làm video mình như nào ấy. Và mình chuẩn bị như nào, setup máy quay các thứ ấy. Rồi về nói chung là hậu kỳ ấy, hậu kỳ để như nào lên một video nó thành công hoặc là nó ok ấy, cho anh em xem ấy. Nếu anh em thích cái nội dung như vậy thì mình sẽ làm. Ok chưa? Thế thôi. Giờ mình edit video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tối nay nhá.